Sau một vụ cháy, người ta khó mà nhận ra đây từng là một chiếc xe Chevrolet Orlando. Sáng 12 tháng 10 năm 2018, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ xe ô tô bị cháy thuộc sở hữu của một công ty chuyên kinh doanh vận tải hành khách đóng ở phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Công ty này do ông Vũ Minh Tiến làm giám đốc. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, khi chiếc xe đang đậu trước nhà riêng của ông Tiến trên đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Vĩnh Nguyên. Ông Tiến cho biết, sau giờ làm việc ở công ty cách nhà riêng gần 1 km, ông thường chạy chiếc xe này về nhà, đậu xe trước nhà, để hôm sau lại đi làm. Khi cả gia đình ông đang ngủ thì nghe có tiếng động bên ngoài và có mùi khét. Mọi người ra xem thì thấy ô tô bốc cháy dữ dội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đến dập lửa, đám cháy nhanh chóng được khống chế, nhưng ô tô chỉ còn chơi không sắt. Theo ông Tiến, cá nhân ông và công ty không có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công ty đã nhiều lần bị người lạ uy hiếp. Hồi tháng 7 năm 2018, nữ giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty còn bị kẻ lạ tạt sơn vào người. Cách đây khoảng 20 ngày, một xe ô tô của công ty bị đập cửa kính, nghi vấn có kẻ chủ ý gây thiệt hại cho công ty nên ông Tiến đã báo cơ quan chức năng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.